Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui mừng khi được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Quý vị thân mến, mướp đắng là một trong những thực phẩm được nhiều người yêu thích trong các món ăn. Tại quả này còn là một vị thuốc trong đông y, chữa đỡ rất nhiều bệnh. Tuy nhiên thì bên cạnh đó, nó cũng có những tác dụng phụ rất nguy hiểm, nếu như không biết sẽ rước họa vào thân. Liệu rằng bạn có còn dám ăn mướp đắng nữa không, nếu như biết được những sự thật bất ngờ dưới đây? Liệu bạn có dám ăn mướp đắng nữa không, nếu biết sự thật này? Được coi là một thực phẩm giải nhiệt và là vị thuốc đông y hỗ trợ chữa nhiều bệnh, nhưng mướp đắng có nhiều tác dụng phụ nguy hiểm. Dưới đây là những tác dụng phụ nguy hiểm khi ăn mướp đắng, ai cũng cần biết sớm. 1. Mướp đắng sẽ làm men gan tăng cao. Nếu ăn quá nhiều mướp đắng, sẽ khiến các enzyme gan tăng cao, làm thay đổi hình dáng của tế bào gan. Bên cạnh đó, nó còn chứa một chất độc có tên là vicinin, gây nên hiện tượng đau đầu, đau thắt bụng và hôn mê. Thậm chí, nếu ăn phải những trái mướp đắng được trồng tại những vùng bị nhiễm kim loại nặng, sẽ dẫn tới ngộ độc, gây tổn thương cho gan. 2. Trẻ con nếu ăn mướp đắng sớm thì rất hại. Thông thường, mướp đắng không phải là thực phẩm dành cho trẻ nhỏ, bởi nếu trẻ ăn quá sớm, khi đó hệ tiêu hóa của trẻ sẽ không đủ khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng và đào thải độc tố từ mướp đắng. Không chỉ gây khó tiêu, phần ruột và hạt bên trong trái mướp đắng còn chứa nhiều thành phần độc tố gây hại cho sức khỏe của trẻ em. Vì thế, nên hạn chế cho trẻ em ăn những món ăn được chế biến từ mướp đắng. 3. Mướp đắng có thể gây sảy thai. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, ăn nhiều mướp đắng khiến cho bà bầu phải đối mặt với tình trạng sảy thai. Lý do vì mướp đắng có chứa một số thành phần tương tự như thuốc gây sảy thai và thuốc điều kinh. Ăn nhiều thực phẩm này có thể gây ra hiện tượng tăng co bóp dạ dày và tử cung. Điều này dẫn tới hậu quả là sẽ dễ gây sảy thai, đẻ non ở những phụ nữ có nguy cơ cao như tử cung ngả sau, tử cung có sẹo, nạo phá thai nhiều lần. Thực nghiệm trên chuột cho thấy, mướp đắng liều cao có thể gây quái thai ở thai nhi chuột. Vì vậy, các nhà khoa học đã đưa ra một cảnh báo là phụ nữ mang thai không nên ăn nhiều mướp đắng. 4. Giảm khả năng sinh sản. Dù mướp đắng liên tục liều cao thì có thể làm tổn thương tinh hoàn, ảnh hưởng tới khả năng sinh sản. Tinh hoàn ít protein dưỡng chất hơn, ít tinh trùng hơn, giảm axit nhân AAN hơn. Do vậy mà với những người đang điều trị vô sinh, không nên dùng mướp đắng. 5. Có thể gây tiêu chảy nếu ăn nhiều. Việc ăn mướp đắng hàng ngày rất tốt cho sức khỏe, nhưng nếu ăn quá nhiều có thể dẫn đến tiêu chảy và các vấn đề về dạ dày. 6. Giảm huyết áp. Mướp đắng chứa pisulin mang lại hiệu quả hạ đường huyết tương tự như insulin. Nhưng cũng chính vì điều này mà khi dùng quá nhiều, mướp đắng có thể gây ra tụt đường huyết đột ngột, chóng mặt, nhức đầu, vã mồ hôi, hốt hoảng, có thể bị choáng và ngất. Đối với những bệnh nhân có huyết áp thấp thì nên hạn chế sử dụng sẽ tốt hơn. Kính thưa quý vị, rau xanh là một trong những thực phẩm rất tốt cho cơ thể. Rau xanh cung cấp nhiều chất xơ và vitamin tốt cho hệ tiêu hóa và ngăn ngừa nhiều bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên thì nếu chế biến rau sai cách, sẽ làm mất hết chất dinh dưỡng vốn có của nó. 6 loại rau dưới đây được chuyên gia khuyến cáo là không nên luộc để ăn vì sẽ làm mất hết chất dinh dưỡng của nó. Nếu bạn tìm được 6 loại rau này từ nguồn sạch thì hãy tìm cách chế biến ăn sống nó để có được nhiều chất dinh dưỡng tốt nhất các bạn nhé. 6 loại rau này cứ luộc lên là mất hết chất dinh dưỡng. Chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không nên luộc. Rau xanh cung cấp cho cơ thể con người số lượng khổng lồ các vitamin, khoáng chất và chất xơ. Tuy nhiên, khi chế biến rau không đúng cách, rất dễ khiến rau bị mất hết chất dinh dưỡng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, hầu như tất cả các loại rau khi luộc đều bị mất chất dinh dưỡng, đặc biệt là những loại rau sau. Bởi với một số loại rau này có chứa vitamin tan trong nước, nên chuyên gia khuyên cáo không nên luộc. 1. Bắp cải. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh cho biết, trên thực tế, bắp cải luộc là món ăn vô cùng đơn giản nhưng lại không kém phần ngon miệng. Sau bắp cải luộc chấm với xì dầu hoặc trứng luộc dầm nước mắm rất ngon. Tuy nhiên, khi luộc, bắp cải ra rất nhiều nước. Không phải ai cũng ăn hết nước bắp cải luộc nên sẽ bị thiếu hụt một lượng vitamin và khoáng chất không nhỏ. Phó Giáo sư Thịnh cho hay. 2. Cải bó xôi, rau chân vịt. Cải bó xôi không những là thực phẩm thường ngày mà còn có nhiều tác dụng khá tốt trong y học.
có thể điều trị bệnh tiểu đường, trĩ, trị mắt quáng gà, chống thiếu máu, hạ huyết áp, chống lão hóa, nên khi chế biến bằng phương pháp luộc sẽ vô tình làm mất toàn bộ chất dinh dưỡng và công dụng của nó. Vì vậy, cách nấu ăn lành mạnh nhất để bảo toàn chất dinh dưỡng trong rau là xào, hấp và luộc rau củ quả với lượng nước ít. 3. Các loại rau cải. Công dụng của rau cải xanh chứa vitamin A, B, C, K, axit nicotic, catotin, albumin. Rau cải xanh có tác dụng thanh nhiệt, chữa mụn nhọt, hỗ trợ tiêu hóa, tá bón, hỗ trợ bệnh nhân cường giáp, tiểu đường, chữa viêm ruột, gút. Do rau cải có chứa nhiều vitamin C nên khi nấu nên dùng phương pháp xào, hạn chế luộc. Nếu luộc nên cho ít nước. Nếu ăn lẩu cần phải đậy nắp và khi sôi chín tới thì vớt ra ngay. Bằng cách này sẽ không hủy hoại vitamin C trong rau. 4. Rau dền. Rau dền giúp nhuận tràng, hỗ trợ điều trị tăng huyết áp, trị kiết lỵ do nóng. Rau dền không nên luộc quá chín hoặc hâm đi hâm lại nhiều lần vì nitrat có trong lá sẽ bị chuyển đổi thành nitrit, là chất không tốt cho sức khỏe. 5. Rau muống. Canh rau muống luôn là thực phẩm phổ biến trong mâm cơm của mỗi gia đình, tuy nhiên không phải ai cũng biết chế biến đúng cách. Rau muống là loại rau chứa 90% nước, chất xơ, protein, vitamin C, vitamin E, chất béo, khoáng chất như sắt, kẽm, magie. Chính vì chứa nhiều vitamin và khoáng chất nên loại rau này đem đến nhiều lợi ích với sức khỏe. Chúng cũng được coi là liều thuốc rất tốt cho người mắc bệnh thiếu máu, loãng xương, huyết áp thấp, phụ nữ mang thai, giảm nguy cơ táo bón. Do đó, khi chế biến, mọi người không nên luộc mà thay vào đó nên chế biến bằng phương pháp xào. 6. Các loại đậu quả. Các loại đậu giàu tinh bột, nhiều khoáng chất, vitamin B và axit amin có hiệu quả rất tốt đối với việc giảm bớt sự mệt mỏi, sưng phù hay tiểu tiện khó khăn. Ngoài ra, các loại đậu còn có công dụng thanh nhiệt, giải độc. Với những công dụng không ngờ này, chuyên gia về thực phẩm khuyến cáo mọi người nên chế biến sao cho đảm bảo chất dinh dưỡng, không nên luộc các loại đậu, mà thay vào đó nên xào, hấp hoặc nướng. Về các loại rau củ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh khuyến cáo rau gì rửa sạch, trồng nơi sạch sẽ, nếu ăn sống được thì nên ăn sống. Như vậy là cách tốt nhất để đảm bảo chất dinh dưỡng. Kính thưa quý vị, có những loại thực phẩm khi mà mọc mầm ấy sẽ sinh ra rất là nhiều độc tố nếu ăn phải, thậm chí là nó còn nguy hiểm như thuốc độc. Tuy nhiên thì tạo hóa luôn cân bằng. Bên cạnh những thực phẩm sinh độc khi mọc mầm thì cũng có những món đồ dưới đây lúc mọc mầm lại rất tốt cho cơ thể. Khuyến khích nên ăn nhiều. Nếu gia đình làm được, hãy tận dụng tốt nó, không nên bỏ phí các bạn nhé. 4 loại thực phẩm khi mọc mầm lại trở nên rất tốt, không nên bỏ phí. Có những thực phẩm khi đã mọc mầm sẽ mất đi chất dinh dưỡng, sinh ra độc tố. Tuy nhiên, có những loại thực phẩm khi mọc mầm lại càng tăng giá trị dinh dưỡng. 1. Đậu tương. Theo nghiên cứu của Học viện Dinh dưỡng và Khoa học Thực phẩm thuộc Đại học Nông nghiệp Trung Quốc, đậu tương là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng rất cao, nhưng bên trong lại chứa một số chất gây trở ngại cho quá trình hấp thu của cơ thể. Tuy nhiên, sau khi nảy mầm, đa số những chất này sẽ bị phân giải, đồng thời hàm lượng chất dinh dưỡng còn tăng lên đáng kể. Dùng đậu tương mọc mầm làm sữa đậu nành hoặc xào cùng nấm hương đều là những lựa chọn ẩm thực vừa bổ dưỡng lại vừa ngon miệng. Cần phải lưu ý rằng đậu tương mọc mầm trong thời gian càng ngắn, dài ra chưa tới nửa cm là tốt nhất để ăn. 2. Mầm cây hương thung. Mầm cây hương thung sở hữu hàm lượng cao nhiều chất dinh dưỡng quý giá như carotenin, vitamin B2, vitamin K. Bên cạnh đó, mầm của cây hương thung còn chứa ít hàm lượng muối nitrit nên tương đối an toàn và dễ tiêu. Mầm của cây hương thung khá giòn và mềm nên chỉ cần dùng muối và dầu vừng trộn cùng là sẽ có được món ăn với hương vị rất thơm ngon. 3. Tỏi. Nhiều người thường thắc mắc liệu tỏi khi mọc mầm có thể dùng tiếp được hay không? Kỳ thực, theo các chuyên gia sức khỏe, chỉ cần củ tỏi mọc mầm không bị mốc, không đổi màu là bạn có thể tiếp tục sử dụng. Vì trong mầm tỏi có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn nhiều so với tỏi thường. Hàm lượng các chất này tăng cao nhất vào ngày thứ 5 kể từ khi mọc mầm. Bởi vậy, tỏi đã có mầm so với tỏi thường càng có tác dụng chống ung thư và làm chậm quá trình lão hóa.
Bên cạnh đó, người không quen ăn tỏi có thể thử ăn mầm tỏi vì mầm của loại củ này đặc biệt giàu chất xơ, vitamin C, vitamin A, carotenin, cực tốt cho sức khỏe. 4. Đậu Hà Lan. Có thể nói, trong số các loại mầm đậu, thì mầm đậu Hà Lan được đánh giá rất cao về giá trị dinh dưỡng và công dụng đối với sức khỏe. Trong mầm đậu Hà Lan có chứa hàm lượng carotenin lên tới 2.700mg trên 100g. Trong khi đó, những loại rau trái cây, rau dưa mà chúng ta ăn thường ngày chỉ có lượng carotenin là 100g trên 100g. Không chỉ vậy, loại mầm này còn rất dễ chế biến, có thể dùng mầm đậu Hà Lan để làm rau trộn, xào hay xào cùng với trứng đều rất ngon miệng.